nước hoa đã trở thành một loại phụ trang không thể thiếu, góp phần tạo nên phong cách thời trang cho bạn. Giống như trang phục, hương thơm bạn yêu thích sẽ thổ lộ rất nhiều về cá tính cũng như tâm trạng của bạn với người xung quanh. Nước hoa khi sức trải qua 3 giai đoạn, mùi đỉnh tạo ra hương thơm khiến bạn nhận ra đầu tiên, rồi đến mùi giữa và mùi cuối. Nước hoa chia làm 6 loại, mùi hoa, hương các loại hoa, thiên về sự nhẹ nhàng, nữ tính. Mùi quả, chủ yếu là hương trái cây, tươi mát, ngọt ngào. Mùi lá xanh, hương tươi mát, mạnh mẽ và tự nhiên, tạo sự hứng khởi, sinh động. Mùi đại dương, hương đặc trưng của biển cả, tự nhiên nhẹ nhàng và tươi mát, thường được dùng khi bạn đi dã ngoại. Mùi gỗ, sâu sắc, đầy sức sống với hương thơm của lá và các loại gỗ tự nhiên, tạo sự gợi cảm và độc đáo, tốt nhất cho các buổi hẹn. Mùi phương đông, mãnh liệt, gợi cảm và phong phú với gia vị, xạ, vanilla và các loại hương hoa nồng, tạo dấu ấn khó quên. Dù là nước hoa, cologne, deodorants hay body sprays, tiêu chuẩn đầu tiên cần có là khả năng giữ mùi lâu. Chỉ một chút thôi mà hương thơm kéo dài nhiều tiếng đồng hồ sau. Tốt hơn nữa là loại thích ứng với nhiệt độ cơ thể, tự giảm mùi khi bạn chen trong đám đông hay xe buýt. Tại doseco.vn giá siêu tốt với hơn 30 thương hiệu nổi tiếng đến từ Anh, Pháp, Mỹ vân vân và vân vân. Nam nữ đều có, quý khách hàng thích dạng chiết có dạng chiết giá chỉ từ vài trăm ca. Quý khách quan tâm mẫu nào vui lòng inbox cho doseco để được tư vấn hoặc vào website doseco.vn để tham khảo thêm.